Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để long trọng tổ chức lễ ra mắt văn phòng công ty Sabalo tại Việt Nam và sự kiện ký kết hợp tác kinh doanh thương mại. Rất vinh hạnh được chủ trì sự kiện này. Xin tự giới thiệu hôm nay tham dự sự kiện ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời đến tham dự sự kiện ngày hôm nay. Trung Hồ Bảo Yên Xen, Xen Ủy Xu Chị, Trang Xảo Quê Xen Sẵn, Ông Trương Hiểu Huy, Bí thư huyện ủy, huyện Bảo Yên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bảo Yên Xen, Nhân Minh Chính Phủ Phu Xen Trả, Đinh Tử Chien Xen Sẵn, Ông Đinh Tử Tiến, Phó Thẩm án Chính quyền Nhân dân huyện Bảo Yên. Giám Châu Sư, Ngoại sư Phan Y Trung Chính Phu Chủ Rận, Miao Kinh Xen Sẵn, Ông Miêu Kinh, Phó Giám đốc Trung tâm Thị thực Đối ngoại Tương Châu. Trung Hồ Bảo Yên Xen, Kinh Cớ Trận, Đảng Ủy Xu Chị, Quảng Quốc Chứng Xen Sẵn. Ông Vương Quốc Thành, Bí thư thị trấn Chính Hạ, huyện Bảo Yên. Trung Quốc Bảo Yên Xen, San Yang Trận, Đảng Ủy Xu Chị, Chu Quốc Bình Xen Sẵn. Ông Chu Quốc Bình, Bí thư thị trấn Sơn Dương, huyện Bảo Yên. Bảo Yên Xen, Nhân Minh Chính Phủ Văn Phòng Sự Phu Chủ Rận, Chu Xu Tông Xen Sẵn. Ông Chu Quốc Long, Phó Giám đốc Văn phòng Chính phủ Nhân dân, huyện Bảo Yên. Sa Bảo Lộ, Cổ phần Nhiều Xe Công Sư Tổng Sư Trưởng, Tổng Khống Quảng Xen Sẵn. Ông Đổng Hồng Quang, Chủ Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sa Bảo Lộ. Việt Nam Giao dịch Hiệp hội Hội trưởng Tăng Văn San Xen Sẵn, Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bộ Giấy Việt Nam ông Đặng Văn Sơn. Việt Nam Minh Phát Quang Trang Chính Hán Tổng Sư Trưởng Đoàn Trịnh Minh Xen Sẵn, ông Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch Tập đoàn Ba Bì Minh Phát Việt Nam. Xin Cớ Giao dịch Công Sư Tổng Sư Trưởng Đinh Rú Chien Xen Sẵn, ông Đinh Như Kim, Giám đốc Công ty Giấy Hưng Hà. SKB Giao dịch Công Sư Tổng Sư Trưởng Vũ Hữu Phương Xen Sẵn, ông Ngô Hữu Phương, Chủ tịch Công ty Giấy SKB. Hải Phú Giao dịch Công Sư Tổng Sư Trưởng Đoàn Nhân Phú Xen Sẵn, ông Nguyễn Nhân Phúc, Chủ tịch Công ty Giấy Hải Phúc. Trọng Dũng Giao dịch Công Sư Tổng Sư Trưởng Đoàn Trung Trịnh Xen Sẵn, ông Nguyễn Trọng Tiến, Chủ tịch Công ty Giấy Thành Dũng. Yên Mỹ Công Sư Tổng Sư Trưởng Tu Trọng Long Xen Sẵn, ông Đỗ Thành Long, Chủ tịch Công ty Giấy Việt Mỹ. Xuân An Chỉ Yên Công Sư Tổng Sư Trưởng Yao Kiên Chiang Xen Sẵn, ông Kiên Lâm Minh Cường, Chủ tịch Công ty Giấy Thuận An. Chúng ta hãy cùng dành giấy cùng dành một tay động nhiệt để chào mừng các vị khách quý đến tham dự buổi sự kiện ngày hôm nay.